Chào thưa quý anh chị em bà con bạc mình nha. Rồi quay trở lại với em ngày hôm nay là tiếp tục lên thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình nha. Một số dòng sản phẩm. Đặc biệt ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm bột tẩy rong rêu của mình nhé. Đây là cái mẫu bột tẩy rong rêu 188 này, cực kỳ là hiệu quả nhé, hiệu quả 100% luôn cho quý bà con bạc mình. Thì khu vực nào rong rêu ấy thì ở nền nhà này, tường nhà này, trong là mình cho vào đấy, quét lên đấy nhá, là nó sẽ từ bong cho mình, nó thì rong rêu này thì từ chết và từ bắp cho mình nhá. Rồi hàng cực kỳ hay luôn quý vị nhá. Đây dành cho những người nơi vùng độ ẩm cao, nhà ai có rong rêu thì mua về xử lý ngay. Nhiều lúc đi té trên trượt bộ quý vị nhá. Hàng chất lượng cao cho quý vị bà con bạc mình. Đây một bịch như này em sẽ sell cho mình giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 một bịch quý vị nhá, 50.000 một bịch thôi, rất chỉ là rẻ cho quý anh chị em bà con bạc mình. Rồi tiếp đến là lên cái mẫu này, bục lông nhá, bục lông cho quý vị, bục lông luôn, cực kỳ bục lông thiên long quý vị nhá, 7.000 một cây thôi, 7.000 một cây. Còn bục xóa 10.000 nhá, bục xóa là 10.000 cho em, anh nào nhất được cái gì thì ơi em này. Rồi cái bộ vít cập quý vị nhá, bộ vít cập này 140.000 này, bộ vít cập máy hàng một con máy bắn vít cực kỳ ok như này. Mình có thể thẳng thể gập nhá, đây nó có thể thẳng ra như này, mình có thể bóp vào đây nhá, bóp vào đây để xoay thẳng này, và đấy nó thẳng quý vị nhá. Còn đây là cong thì mình cầm như này, thì tùy theo tình huống mình xử lý nhá. Nó nằm combo theo một bộ như này, đầy đủ như này cho quý vị bà con bạc mình nhá, với giá chỉ có 140.000 thôi. Rồi tiếp đến đây là một cái bộ mỏ hàng này, cái mỏ hàng chì quý vị nhá, mỏ hàng chì cho em này, hàng cực kỳ kỳ ngon luôn ấy, có tặng kèm 5 cái đầu nhá, tặng thay thế 5 cái đầu cho em này, 5 cái đầu nhá. Và đặc biệt mỏ hàng chì này ấy, thì nó có điều chỉnh tốc cho em này, điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho em ở đây nhá. Rồi có thêm cuồng chì này, có nhựa thông theo kèm này, sale với giá chỉ có 80.000 thôi nhá, 80.000 thôi, rất chi là rẻ. Rồi tiếp đến là cái đèn xoay nhá, đèn xoay thì em đang sale cho mình 60.000 một cái này, 60.000 một cái là nó xoay lắp vào cái đuôi đèn nhá, thì nó xoay nó xoay tròn như này, hai bóng hai bên, cực kỳ là đẹp nhá, cho quý anh chị em bà con bạc mình, đèn xoay trang trí quý vị nhá. Rồi anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ở em này, bây giờ lên tiếp những sản phẩm tiếp theo cho quý vị bà con bạc mình nhá. Mẫu sản phẩm mà quý anh chị bà con bạc mình hỏi rất nhiều này, một cái đầu chuyền quý vị nhá, đây là đầu chuyền rời, đầu kẹp 13 ly cho em nhá, đầu kẹp 13 ly Autolux quý vị nhá. Đây đây là cái mẫu đầu chuyền của bu lông, để mình chuyển qua con bu lông ấy, để mình khoan mình kẹp. Đấy, mình quan sắc quan gỗ quý vị nhá, quan tường cho em này. Đấy, cực kỳ là xịn luôn, cực kỳ là ngon nhá. Rồi một đầu như này em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 75.000 thôi, 75.000 nhé, giá phải nói là cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con bạc mình. Tiếp đến cho mình nữa là một cái sản phẩm, đấy là một cái lò keo nhá, keo để dán vào những con ốc, khi mình vặn ốc vào mình nhỏ cái keo này vào, nó chống rì xe nhá, nó nói chung là nó chống sụt ra ngoài ấy. Đấy, khi mình đi mình rung nó sẽ bị rơi ra ngoài, nhưng mà cho cái keo này vào là nó ok luôn quý vị nhá. Rồi một lò như vậy chỉ có 40.000 nhá, một lò 40.000 thôi. Đấy, rất là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình mua về sử dụng này. Rồi tiếp đến là một cái màu búa nhá, búa đinh Centerlay, hàng Centerlay quý vị nhá, búa đinh quý vị nhá. Rồi đây là cái màu búa đinh thông minh, gọi là búa đinh thông minh nhá, có một cái 500 này để hít đinh, khi mình hơi vào tay mình không thể cầm ra được, mình dắt vào đây nhá, và mình có thể mở rồi mình đóng. Và đầu này là đầu chống trơn trượt nhá, và chống trượt cho em này. Thì màu này em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 65.000 một cái búa hàng Centerlay, cực kỳ là ngon như này. Búa to nhá, búa to đập tay. Đấy, búa đinh người ta gọi, như búa này là gọi là búa 8 búa 9 gì đây, khóa lớn quý vị nhá. Đấy, form lớn đầm tay cho quý vị bà con bạc mình, cực kỳ là ngon luôn. 65.000 một cái cho em này. Nặng này là cái này nặng 6 làng quý vị nhé, nặng 6 làng 7 làng gì đấy, nói chung là em có nhìn thoáng rồi. Rồi tiếp đến cho mình nữa là một thanh lý một cái lô sản phẩm, đây là lưỡi máy bào quý vị nhé, lưỡi máy bào đấy, lưỡi 82 này nhân 9 này nhân 3 này là cái đồ dày nhá, 82 ly ấy, là máy mình lắp ok quý vị nhé, hàng cực kỳ là chất luôn đấy, quý vị nhìn thấy chưa, hàng xịn sò luôn cho quý vị bà con bạc mình. Rồi thanh lý cho mình giá chỉ có 50.000 nhé, 50.000 một cặp như này, 50.000 thôi, giá siêu rẻ. Và đây một cái siêu phẩm dành cho những anh nào mà hay thường xuyên khoan inox này, khoan sắt cứng nhá, thì mình sử dụng ngay cho em một cái bộ mũi khoan này, gồm có 13 cây nhá, 13 chi tiết cho em, 13 sản phẩm như này, từ nhỏ đến lớn nhá.
và cái lớn nhất thì nó hình như 5-6 gì thôi, nó không to nhiều. Đây thì cái bồ mùi khoang này em sẽ sân để cho mình giá 120.000 thôi. Đây, để chuyên khoang sắt, khoang inox quý vị nhá, có thể khoang vào bu lông luôn. Đây, lắp vào đầu lục chắc nhá, lắp vào bu lông chuyên vị trí cũng dài không được hết, 120.000 cho em. Rồi, và đặc biệt ngày hôm nay mới về một cái sản phẩm nữa là cực kỳ hit và hot cho quý anh chị em bà con mặt mình. Đây là một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng quý nhé, đèn xài năng lượng dùng cho sân vườn này, đèn xài năng lượng dùng cho sân vườn hay là ở đâu cũng được. Nói chung là mình về mình lắp vào cho em nhé, có cần này, cần sắt quý vị nhé, cực kỳ là ok luôn. Đây, mình về mình gả vào cho em này, đây, mình về lắp đấy, quý vị nhìn thấy nó như vậy là nó đang ở chế độ đây đấy, nó tối là nó sẽ từ sáng cho em thôi, tối là từ sáng cả vào đây, có ốc có vít theo kèm đầy đủ, siêu sáng luôn quý vị nhé. Đấy, hai cái giải bóng này sáng như này, pin đấy, pin năng lượng mặt trời cực là to, pin chịu rất là lâu quý vị nhé, xài rất là bền luôn ấy. Riêng cái màu này em bao cho quý vị bà con bạc mình xài nhá. Rồi, cái màu này em đang thanh lý với giá chỉ có 295.000 nhé, 295.000 một sản phẩm như này. Đấy, hàng bao chất bao xịn sò cho quý anh chị em bà con bạc mình. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến sản phẩm nào thì alo vào số hotline em ghi vào trên màn hình nhá. Tiếp theo em thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình này một cái mẫu sản phẩm máy thổi bụi bằng điện quý vị nhé. Máy thổi bụi điện xài điện 220V. Đây, hàng Việt Nhật cực kỳ là ngon luôn quý vị nhé. Đây quý vị nhìn thấy chưa, công nghệ Japan. Đặc biệt quý vị nhìn thấy chưa, đây, hàng này là đây, đầu thổi bằng cao su nhé, mềm cực kỳ là chất lượng luôn. Đây, túi rác theo kèm đầy đủ nhá, máy chạy siêu êm luôn cho quý vị bà con quảng mình. Siêu êm luôn, chạy cao êm luôn. Đây, máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Đây, hôm nay công ty thanh lý lô này có trợ giá cho nên em sẽ thanh lý giá rẻ cho quý anh chị em bà con quảng mình nhá, với giá chỉ có là 160.000, giá không tưởng đâu quý vị nhá, 160.000, giá cực kỳ rẻ luôn. Một con máy thổi bụi vừa thổi vừa hút nhá, xài điện 220 cực chất như này. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá, em lên cho toàn thể quý bà con bạc mình một cái sản phẩm nhá. Đây là cái sản phẩm tiết kiệm, làm tiết kiệm điện cho ngôi nhà của mình, giảm được chi phí dòng rò này, dòng tổn hao của dây này, cực kỳ hay nhé. Đây là một thiết bị thông minh, ghim vào cái ổ điện của ngôi nhà mình thôi là nó sẽ tự hoạt động cho mình. Thì ngày hôm nay được về được cái số lượng cực kỳ là nhiều cho nên em sẽ thanh lý giá cực kỳ hấp dẫn cho quý vị bà con bạc mình mua về sử dụng nhé, với giá chỉ có 60.000 một cái thôi, 60.000 một sản phẩm như này. Em mua về để giảm được nguồn chi tiêu tiền điện hàng tháng cho ngôi nhà của mình quý vị nhé. Rồi, quý vị quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghim lên màn hình nhé. Và đây là cái màu dao quý vị nhá, đây màu dao gọi là cầu liêm ấy, cầu liêm mình giật xuống không được mà móc lên cống đất luôn quý vị nhá, hai đầu cho em. Đây, màu cầu liêm này thì em sẽ sell cho mình với giá 65.000 một cái nhá. Đây, mua về mà sử dụng cắt những cái cành lên cao, đặc biệt là mình hái dừa hái cau quý vị nhá, cực là sướng luôn. Rồi, đến lưỡi rìu cho em này, lưỡi rìu này em đi số lượng cực kỳ là nhiều luôn quý vị ơi, hàng cực chất luôn ấy, hàng là cực chất, lâu lâu mới có được một lần thôi quý vị, không có được nhiều đâu. Em nói thật, lâu lâu mà được có một lô như này thôi. Em sẽ thanh lý cho mình một cái lưỡi rìu như này 45.000, quá rẻ và quá chất lượng cho quý bà con bạc mình. Đố các bác nào mà đi ra mua được một cái lưỡi này nhưng mà cái chất thép mà xịn sò như này với giá 45.000. Đấy, 45.000 quý vị nhá. Anh nào nhất được cái gì thì alo, gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Em lấy tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái dòng sản phẩm quý vị nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây là cái bộ lam xích này, bộ lam xích quý vị nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn, được in ấn Japan cực kỳ là xịn sò quý vị nhá. Rồi, cái bộ sản phẩm này ấy, thì bây giờ mình chuyển đổi để lắp vào máy mài xài lưỡi một tấc một cho em nhá. Đây, nó là cái hình như này đấy quý vị nhá. Rồi, nó là được gắn vào máy mài xài lưỡi một tấc một nhá, những cái phụ kiện theo kèm nó rất là đầy đủ. Đấy, rất là đầy đủ nhá. Lam dài 12 in thì mình lắp vào máy rơi vào tầm 30 nhá, 28 đến 30 cm là mình cắt cây thoải mái cho em nhá. Rồi, những cái phụ kiện chi tiết theo kèm đây, đây là cái gã để lắp vào máy mài này, có răng đầy đủ nhá. Đây, bình này là để đựng nhớt để làm mát xích quý vị nhá, nhớ là cho nhớt vào để làm mát xích không bị chảy xích nhá. Rồi, lam này, lam cực kỳ này, ốp này, ốp quý vị nhá. Rồi, tay cầm này và những cái phụ kiện để mình lắp ốc vít có đầy đủ phụ kiện theo kèm như này quý vị nhá. Rồi, xích này, sờ xích này nhá. Rồi, và lá chắn này, lá chắn bảo hộ có đầy đủ quý vị nhá, lá chắn bảo hộ nhá, đây có đầy đủ cho quý vị luôn. Xích
Và đây là kèm theo một cái, đây là cái bảng hướng dẫn quý vị nhé. À, anh nào mà chưa rõ ấy, thì có bảng hướng dẫn, mình về mình xem, mình lắp vào từng chi tiết như này. Đấy, hàng cực kỳ là ok. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái dòng sản phẩm này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình về mua về để sử dụng nhé. Để nhờ cắt cây, cắt cùi cực kỳ là ok. Tết để cắt cùi để làm bánh chưng quý vị nhé. Và ngày hôm nay em sẽ sell và tặng kèm theo một cái dùa nhé. Dùa này là dùa Nhật luôn. Dùa này là dùa lười cưa nhé. Dùa để dừa cái xích này quý vị nhé. Rồi tặng kèm luôn. Đấy, một cái như này. Em sẽ sell với giá chỉ có 130.000 nhé. 130.000. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên cho toàn thể quý bà con cô bạc mình này. Đấy, một cái mẫu sản phẩm. Vì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ quý vị nhé. Thanh lý giá siêu rẻ, siêu mà máy thì siêu chất lượng luôn. Đây là một cái mẫu thân bu lông. Xài chân pin phổ thông quý vị nhé, xài chân pin phổ thông. Dòng motor bootleg không chuột thang. Đầu của nó là đầu rộng, đầu 2-1 cho quý vị mình nhé. Về để bắn tôn và bắn vít. Mở bu lông, xịt bu lông cho em. Hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, hàng này hàng nhập quý vị nhé. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình với một cái mẫu thân bu lông này. Thân bu lông nhá. Thanh lý một cái giá và nói chung hết sức tuyệt đẹp cho quý vị bà con hoặc mình. 240.000 nhá, 240.000 một thân thôi. Quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một số dòng sản phẩm nhá. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm khoang bê tông quý vị nhá. Em mẫu khoang bê tông 3 chức năng, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đấy, và ngày hôm nay em sẽ sell cho quý anh chị em bà con hoặc mình với một cái giá hết sức tuyệt vời nhá. Rồi, và máy theo kèm là nó gồm có hai tay theo kèm nhá, phụ kiện theo kèm, tặng kèm hai mũi độc này, tặng kèm hai mũi độc, một mũi độc dẹp, mũi nhọn nhá, và ba mũi khoan, hai mũi 6, mũi 8, mũi 10 quý vị nhá. Máy khoang bê tông 3 chức năng, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ là xịn sò và cao cấp như này, thì công suất của nó cực kỳ là đạt và bao nhiêu là khỏe, cực kỳ là khỏe quý vị nhá. Rồi, hàng là 800W này, 800W quý vị nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Máy là bao chất lượng, bao xịn sò cho quý anh chị em bà con của bạc mình sử dụng công trình gia đình, thỏa công trình gia đình gì xài tẹt bô cho em nhá. Rồi, với giá chỉ có là 600.000, 600.000 quý vị nhá, cực kỳ là rẻ luôn, 600.000 thôi, bao chất lượng. Rồi, tiếp đến là một cái dòng sản phẩm nữa, đây là cùng một công ty hàng liên doanh Việt Nhật cho em, hàng mắc tân liên doanh Việt Nhật quý vị nhá. Con này là công suất của nó là 780W này. Máy bào nhé, máy bào công suất 780W và xài lưỡi là 8/2 ly nhé, 8/2 ly. Được gắn là trong này rồi nhé, được gắn trong này. Lưỡi được gắn trong này rồi. Đấy, nó đây, đây lưỡi đây rồi quý vị nhá. Rồi, phụ kiện theo kèm đầy đủ. Đấy, gồm có cự này, cự mài lưỡi này, đầy đủ phụ kiện trong này cho em rồi nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có 500.000 thôi. 500.000 một sản phẩm. Đấy, một cái máy hàng liên doanh Việt Nhật, cầm rất đầm tay quý vị nhé. Rồi, máy bào liên doanh Việt Nhật, hàng cực kỳ là xịn sò như này, chắc chắn cực kỳ là VIP nha. Rồi, 500.000 một em nha quý vị nha, 500.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh bà con có bạc mình có nhu cầu thì quan tâm thì cứ alo cho em này. Rồi, tiếp theo em lên cho quý anh chị em bà con bạc mình nữa. Đây là một cái mẫu bu lông TH Pro nhé, TH Pro, cực kỳ là xịn sò luôn, cực kỳ là ngon luôn nha. Với dung lượng pin của nó là hai quả pin 10 cell này, hai pin 10 cell theo máy nha, sạc bàn sạc nhanh theo kèm theo theo em cho em đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn đấy. Rồi đấy, ba đèn quý vị nhá, dòng ba đèn cho em này, máy chạy cực kỳ là êm này. Đấy, ok chưa, hai cấp độ nhanh chậm, và con này là lực xiết của nó là 330 newton nhá, 360 newton luôn nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, cho nên quý anh chị em bà con hoặc mình á, đi bằng tôn này, bằng vít này, mở bu lông, xiết bu lông này, tầm 19 độ lại là cực kỳ là ngon luôn cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ xả và thanh lý cái lô này ấy, với giá chỉ có 550.000 một bộ thôi, 550.000 một bộ nhá. Máy gồm có hai pin, một sạc và một thân máy theo kèm. Đấy, hộp đựng theo kèm đầy đủ, cực kỳ là gọn gàng và ngon lành như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo. Và đặc biệt anh nào mình mà xài về dòng pin thì ngày hôm nay em cũng xả nốt nhá, xả nốt cái lô pin 20 cell, lô pin 20 cell nhá. Đấy, đây là xả lộ luôn quý vị ơi. Dòng pin 20 cell, một cái quả pin như cái quả bình điện như này. Rồi, có đèn báo pin ngon chưa? Đấy, một quả pin cực kỳ là lớn nhá. Pin lớn, pin xin và pin khỏe cho em.
thanh lý cho mình với giá chỉ có là 260.000. Bất ngờ chưa các quý vị? Một quả pin 20 xe mà em thanh lý như, lộ như vậy là 260.000 cho quý vị, bà con hoặc mình này. Quý anh chị em bà con hoặc mình có nhu cầu quan tâm thì nhất nhanh và liền nhá. Tiếp đến là cái bộ phao này. Phao này, phao động van nước tự động quý vị nhá, phao động van nước tự động. Phao để mình lắp vào trong bồn nước ấy, động tự động cho em này. Rồi, sale cho mình với giá chỉ còn một bộ 100.000 nhá, một bộ 100.000 thôi. Rẻ, cực kỳ là rẻ luôn. Rồi, tiếp đến là máy hàng ống nhiệt quý vị nhá, máy hàng ống nhiệt gồm tặng kèm 3 cái ống này, tặng kèm 3 cái đầu nối luôn nhá, có kèm 3 ống nối 20, 20, 25 và 32 nhá. Rồi, thanh lý cho mình với giá chỉ còn 165.000. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu nhá, hàng cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, tiếp đến là cái thân này, thân khoang nhá. Thân máy khoang cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Đấy, con này thì em về nhập về nó thiếu tem. Nhìn một con máy cực kỳ là chắc chắn và xịn sò như này quý vị nhá. VIP chưa? Dắt đeo này, cực kỳ là ngon này. Chỉ có 230.000 một thân thôi nhá. Thân này là thân khoang 10 ly quý vị nhá, thân khoang 10 ly, chân pin phổ thông. Đấy. Con này là chuyên đi bằng vít, bằng nói chung là bằng vít khoang nhôm, là làm con này là cực kỳ là đã tay luôn quý vị nhá. Rồi, 230.000 một em thôi, càng rẻ như cho nhá, hàng rẻ như cho luôn quý vị ơi. Rồi, đến là một cái bộ sản phẩm là cho quý anh chị em bà con hoặc mình là Kyoto. Cái Eto kẹp bàn quý vị nhá, Eto để kẹp bàn, kẹp góc 90 độ ấy, để mình cắt góc 90 độ cho em này. Đây, để cắt góc 90 độ nhá. Đấy, mình chỉnh theo cho mình kẹp vào nhá. Đấy, 90 độ cho em, cực kỳ là ngon. Đấy, như này là mình vặn vào thôi nhá. Rồi kẹp lại 90 độ để cắt 160.000 thôi, với giá chỉ có 160.000 quý vị nhá. Hàng phải nói là bao ngon, bao rẻ rồi. Rồi, tiếp đến đấy là một cái bộ sản phẩm nữa, đấy là cái đầu cái chụp nhá, cái đầu chụp để mình lắp vào cái mũi khoang, mình khoang không bị bùi quý vị nhá, không bị bùi ấy. Không bị bùi rơi xuống nhà, sàn nhà, vào nền, vào chăn, vào chiếu các hàng. Đấy, là mình chụp vào cái này vào nhá. Rồi khi mình đầy thì mình đổ bùi ra cho em. Ok chưa? Rồi với giá chỉ có 30.000 một cái thôi, 30.000 một cái nhá. Lên tiếp cho mình nữa, đấy là một cái bộ combo, combo 3 cái kìm. Combo 3 cái kìm quý vị nhá. Combo 3 cái kìm. Kìm là kìm 8 inch, kìm liền 8 inch quý vị nhá. Chỉ có là 120.000. Đấy, 120.000 một, gồm có 3 cái như này. Hàng nhất nát chưa quý vị, hàng cực kỳ nhất nát luôn. Rồi, một cái kẹp máy mài nhá, kẹp máy mài để thay thế qua nhá. Rồi, kẹp máy mài cho em bằng Eco nhá, kẹp máy mài bằng Eco. Nó chỉ giá rẻ cho quý anh chị em bà con ạ, mình 15.000 một cặp nhá. Rồi, đế này, đây là cái mẫu đế để điện thoại nhá. Cái này bằng kim loại quý vị nhá, bằng kim loại. Tăng giảm này, xoay tròn, xoay gì, xoay đi đâu được quý vị nhìn thấy nhá. Xoay đi đâu cũng được, rất chi là ngon luôn. Mở lên mở xuống để bẹp về gọt thu gòn là gì cũng được hết nhá. Rồi, hàng cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 38.000 một cái nhá. 38.000 một cái thôi quý vị ơi. Rồi, đến cho mình nữa, đấy là cái đầu bắn tôn này. Đầu bắn tôn quý vị nhá. Đầu bắn tôn, đầu cắt tôn quý vị nhá, em thanh lý luôn. Cái lô này nó còn sót kho cho nên em thanh lý cho mình với giá chỉ có là 100.000 một cái nhá. 100.000 cái đầu bắn tôn. Ok chưa? Kìm cà lê xích nhá, cái mẫu cà lê xích cho em. Cà lê xích này, ok cho quý vị. Mình muốn mở cái gì to mà tròn thì dùng cái đến cà lê xích 12 nhá. Cà lê xích em thanh lý cho mình 100.000 một cái thôi. Cái này là thanh lý cho mình 100.000 một cái quý vị nhá. Hàng cực kỳ là ok cho quý vị, anh chị em bà con hoặc mình. Rồi, bác nào đi ô tô thì sử dụng đến dòng kích bình thì đây. Sử dụng đến dòng kích bình thì mua dây kích bình cho em nhá. Rồi, ô tô mà sờ nhờ hết bình ấy. Đấy, đột xuất thì mình kết bình dây dài 3 mét nha. Gồm có 2 sợi, thanh lý 150.000 thôi. Thanh lý 150.000 nha. Rồi, và đây là một cây đèn pin. Đèn pin nha, vừa đèn pha này. Vừa đèn pha, vừa đèn chiếu xa. Đấy, đèn chiếu nói chung là cực kỳ là xa luôn, xa và sáng luôn quý vị nha. Rồi, và còn anh nào muốn sử dụng khi cấp điện này. Thì đây là pha sáng nha. Pha sáng cho em, ok chưa? Đặc biệt em này có sạc được năng lượng mặt trời luôn. Em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có là 135.000 thôi. 135.000 một sản phẩm quý vị nhé. Hàng cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Rồi đến là cái màu cần khuyểu quý vị nhé. Cần khuyểu. Cần khuyểu này là cần khuyểu để mở nhé. Cần khuyểu để mở mình các cái đầu tiếp ấy, mình mở mình xoay. Gồm có 8 đầu quý vị nhé.
Rồi em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 100.000 một cái thôi. 100.000 một cái quý vị nhé, hàng cực kỳ là rẻ. Rồi, bơm này, bơm Kaboshi, bơm Nhật nhé. Bơm này là bơm đứng cho em này, 95.000 một cái nhé, 95.000 một cái. Mở bò chiều nhiệt cao cấp cho em này, đấy, cái mẫu mở bò chiều nhiệt nhá. Mở bò chiều nhiệt này thì em sẽ thanh lý cho mình một hộp chỉ có 50.000 thôi. Một hộp chỉ có 50.000 nhé, mở bò. Đấy, ok chưa? Rồi, kem nấm này, cái màu kem nấm quý vị nhá. Đây là kem nấm này trì len beng hắc lào ấy. Đấy, đặc biệt anh nào bị nấm da đầu ấy, thì bôi cái này vào. Cực kỳ là hay luôn nhá, trì hiệu quả lắm, cực kỳ là xịn sò luôn. Em cũng đang dùng đấy quý vị nhá. Rồi, thấy hiệu quả nên bán luôn quý vị ạ. Rồi, 30.000 một lò nhá, 31.000 một tít như này. Rồi, đến là cái bộ mũi khoan sắt này. Đây là cái bộ mũi khoan sắt đa năng cho em này. Đấy, bộ mũi khoan sắt đa năng nhá. Khoan được sắt inox cho em này, bao chất luôn luôn nhá. 130.000 một bộ cho em, 130.000 gồm có 18 cây nhá. Gồm có 18 cây cho em. Rồi, ok chưa? Rồi, đến đây là cái sản phẩm tông đơ cắt tóc. Đấy, tông đơ cắt tóc nhá, thanh lý với giá 75.000 thôi. Đấy, cắt thanh lý 75.000 thôi nhá. Rồi, lưỡi cắt sắt cho em này. Đấy, hôm nay còn cái lô này còn số lượng cho nên em thanh lý chỉ có 1.000, 1.000 một lưỡi quý vị nhá, 1.000 một lưỡi thôi. Giá rẻ như bèo quý vị nhá, giá rẻ như bèo luôn. Ok chưa quý vị? Rồi, đây là cái đầu chuyền để mình cắt máy cắt cỏ nhá, cái máy cắt cỏ xài xăng ấy, cái đầu kẹp để mình cắt dây cước. Mình bỏ dây cước vào mình cắt ấy. Đấy, em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000, giá cực kỳ rẻ. Rồi, quý anh chị em bà con hoặc mình vào xem có nhu cầu đến sản phẩm nào thì alo cho em nhá. Em nên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là cái máy thổi và hút bụi hai chức năng Kimco Naki nhé. Hàng rất chi là xịn luôn quý vị ơi. Hay cầm máy rất chi là chắc chắn nhé. Đấy, rất chi là đặc biệt ngày hôm nay cái mẫu này về ấy, thì nó có điều chỉnh tốc này, có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Mình muốn mạnh thì mạnh mà nhẹ thì nhẹ nhé, tùy ý mình điều chỉnh. Và công suất của em nó là 700W nhé, công suất 700W, xài điện 220V nhé. Hai chức năng chế độ thổi này, và thổi là như mình lắp như này nhé. Thì túi rác của mình cần không lắp mà hút. Khi hút thì mình lắp túi rác đằng trước này. Và thổi, ống hút, ống thổi là nằm bên hông nha. Thì bây giờ em sẽ test cho mình cái chế độ là thổi bụi này. Thổi bụi nha, cực kỳ là ok này. Em chỉnh điều chỉnh lên luôn nha. Rồi, điều chỉnh tùy ý mình này. Đó, yếu quý vị nha, còn mạnh lên này. Đấy, đá cũng văng luôn quý vị nha. Đá bay luôn, cực kỳ là khỏe nha. Đấy, đá nó thì thoải mái luôn nha quý vị nha. Rất là tuyệt vời nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái chế độ là hút cho mình xem luôn này. Hút thì mình hút đặc biệt là hút những cái dòng mìn ấy thì mình và những cái mà mìn màng hơn như này thì hút rất là tốt. Mình quan tâm đến cái màu thổi và hút bụi này ấy, thì liên hệ cho em này vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Và ngày hôm nay em sẽ sell cho mình với giá chỉ có là 240.000 thôi. 240.000 một sản phẩm nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình cái màu sản phẩm nhá. Đây là cái màu máy mài Drama, hàng Thái Lan quý vị nhá. Drama hàng Thái Lan cực kỳ là ok luôn. Do về nó thiếu một cái thông số là tem thông số kỹ thuật. Đây, và bên nhà sản xuất bảo là con này là 780W nhé, 780W cho em này. Và đây, nó thiếu cái thông số ở đây. Cho nên ngày hôm nay em sẽ sell rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình về dùng nhé. Với là 270.000, em sẽ tặng kèm theo một cái lưỡi cắt đá nhé. Và một cái tô vít tăng giảm hai đầu như này. Hàng thì nó theo kèm đầy đủ nhé. Tay cầm khóa mở, lá trắng đầy đủ. Và bây giờ em sẽ đặt hai cái đường ngay ra. Cực kỳ là êm nhá, máy chạy cực kỳ êm. Đấy, eo em một tay, máy chạy cực kỳ là êm ái nhá. Con này thì em bao công trình gia đình thoải mái. Đấy, cứ cài kéo thoải mái cho em nhá. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Với giá chỉ có 270.000. Em xin cho toàn thể quý bà con của bác mình một màu sản phẩm nhá. Một cái vòi nước Rumani, hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái màu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhá, hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nhá. Cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhá. Không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đấy, mình có thể
muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhé, mình mở cái đầu nào ra. Còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi, mình chắc vào giống như các cái súng rửa xe, mình chắc trực tiếp vào đây luôn nha. Mình sử dụng ấy, cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhé, 50.000 một cái. Đây, hàng bao xịn sò, bao chất lượng như này. Em lên cho toàn thể quý bà con của mình cái sản phẩm cưa nhé. Đây là một cái mẫu cưa, cưa sắt, cưa cầm tay. Đấy, dài là 12 in nhé, 12 in là 30cm quý vị nhé. Và cái mẫu này mình có thể tăng theo ngực này. Đây có một ngực, đây là một ngực nữa nhé. Mình có thể tăng giảm ra, hay nhiều những cái lưỡi này mình tùy cơ ứng biến quý vị nhé. Và mình có thể lắp lưỡi cưa sắt này. À, lưỡi cưa, nếu như anh nào chế mà cưa cầm tay ấy, thì mình mua lưỡi cưa, cưa gỗ, cưa cây ấy, mình phải cắt, mình đục hai lỗ. Sao mình ráp vào mình sử dụng được ok nha. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này với một cái giá còn nó cực kỳ rẻ luôn, 30.000 một khung nhá, 30.000 một khung. Đấy, có tặng kèm theo một cái lưỡi cắt sắt nhá, 30.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị quan tâm thì alo cho em này. Tiếp theo em thanh lý một cái lô sản phẩm cò nhá, cò máy khoang pin cho tất cả quý bà con bạc mình nhá. Đấy, mà dòng motor từ ấy, cái cò này là dành cho motor từ không thang ấy, là bu lông hay là đầu kẹp gì cũng xài được hết quý vị nhá. Đấy, cái này là cái cò đa chức năng. Đấy, dành cho tất cả máy quang pin một dòng motor từ. Đấy, thì em sẽ thanh lý một cái mẫu sản phẩm này 30.000 một cái nhá, với giá 30.000 một cái này. Quý bà con của bác mình quan tâm thì alo này. Rồi, tiếp theo em lên một cái hàng nồi đìa nhá. Đấy, một cái mẫu hàng khoang pin, hàng nồi đìa bootleg không chổi thang cho toàn thể quý vị bà con bác mình nhá. Hàng này là bao chất lượng luôn. Thì máy theo kèm một pin một sạc nhé, một pin một sạc thôi nhá. Pin này là pin dung lượng lớn nha em nhé, pin 10 sao dung lượng lớn nhá. Rồi, đầu nó là đầu 10 quý vị nhé, đầu 10 ba cấp chế độ trên thân máy luôn này, cực kỳ ok này. Sau này có một cái lớp này là lớp miếng sắt nhá. Đấy, miếng sắt này là sắt để bảo vệ cái lưu, nhiều lúc mình gõ cái đinh hay cái đồ gì nhá, nhiều lúc mình có thể đánh vào đây luôn, cực kỳ ok. Nó thiết kế được cực kỳ thông minh quý vị nhá. Hàng nồi đìa này, hai cấp chế độ nhanh chậm trên thân máy đầy đủ như này, đầu 10 ly quý vị nhá, đầu này đầu 10 ly, mình về đi bắn tôn bắn vít cực kỳ là ngon luôn. Hôm nay em sẽ sell sản phẩm này với giá chỉ có là 450.000 nhá, 450.000 quý vị ơi. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò rồi, quý vị mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tùng Phúc lên tiếp tục cho bà con của bác mình một cái mẫu đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin cao cấp, hàng mà nói là hàng xịn sò, siêu xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, mua một mà nhiều nó được nhiều chức năng. Con này thì nó đa chức năng quý vị nhé. Đấy, thì cái nhu cầu sử dụng của mình đây. Đây là cái rồi, đây là rồi ánh sáng rồng nhé, ánh sáng rồng. Còn anh nào muốn rồi xa thì có rồi xa nhé, có hai đầu luôn. Đấy, rồi xa này, ba đầu luôn quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp như này. Rồi đặc biệt là nó thêm một cái đèn bên hông nữa. Đấy, khi cấp điện nhá, khi cấp điện thì mình ngồi trong liều hay trong nhà thì có cái đèn tỏa sáng như này. Đấy, nó ba chức năng như này quý vị nhé, cực kỳ là sáng luôn, rất là đẹp. Và có đèn báo sự cố luôn quý vị nhé. Khi mình nhấn nút cái nút điều khiển này này, tùy theo mức thì có nút như này nhá, cực kỳ là đẹp như này. Rồi ngày hôm nay ấy, cái sản phẩm cao cấp như này em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình với giá 280.000 nhá, 280.000 một, 230.000 thôi quý vị ơi, 230.000 một sản phẩm. Đấy, cực kỳ là ngon như này. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc xả cho mình một cái lô sản phẩm kéo cắt cành quý vị nhé. Đây là mẫu kéo cắt cành này, nói chung là hai màu, màu đỏ và màu trắng nhé, càng màu trắng, trắng đỏ cho em này. Ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái lô này với giá chỉ có là 26.000. đây còn shop kho, còn shop kho, còn máy thùng ấy, cho nên em thanh lý rồi, thu hồi vốn quý vị nhé, thu hồi vốn. Hàng này hàng nhập cho em này, ok chưa quý vị, nhìn thấy chưa đấy, 26.000 một cái, nhanh tay nhanh chân lên quý vị nhé. Tấn Phúc xin kính chào toàn thể quý vị bà con bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Rồi quay trở lại với Tấn Phúc ngày hôm nay, Tấn Phúc có lên cho mình một cái bộ sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu sản phẩm ron, đây là cái ron này là ron chiều nhiệt quý vị nhé, ron chiều nhiệt đấy, và chiều áp lực cao cho em nhé. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, ron cao su cực kỳ là ok luôn. Nó dành cho tất cả các thiết bị trong gia đình, từ vòi nước này, nói chung là các thiết bị mà lắp nó còn cái đầu bít để kín ấy, hay là vòi xịt bình xịt gì đấy. Thì một bộ như này nó gồm có là 24 cự nhé, 24 loại như này, cự như này, loại như này. Và nó là gồm có 400 chi tiết nhé, 400 chi tiết nó nằm trong cái hộp này.
nó có mỗi sản phẩm nó có ghi rõ ràng là bao nhiêu bên đây nhá, số lượng bao nhiêu như này. Rồi ngày hôm nay em sẽ sell cho mình một cái bộ sản phẩm như này với giá chỉ có là 80.000 thôi nhá, 80.000 này, nó gồm có một hộp 400 đầu răng như này nhá, to nhỏ lớn gì cũng có hết này. Quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn, phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá, vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá, 95.000, 95.000 một cái sản phẩm, nó một cái đèn pin mini, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Lên cho toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhé, pin tiểu hay pin rờ móc ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cái một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000, 35.000 một cây nhá, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tân Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con bạc mình ấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy cái mẫu sản phẩm bóng đèn led nhá. Đây là cái mẫu bóng đèn led để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá, nó chỉ có 1W thôi, cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá, 15.000 một cặp thôi, với giá gọi là siêu rẻ luôn, 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phích cắm nhá. Đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. Phích cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? Rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này, một CB 30A. Rồi mua một cái CB em tặng kèm theo một cái ốp. Một cái ốp luôn nhá, một ốp. Mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. 25.000 một sản phẩm như này nhá. 25.000. Rồi đến là cái bộ chia, một cái bộ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy thì mình có thể mua cái bộ chia này về găm vào nhá và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bộ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này. Gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000. 75.000 quá rẻ, quá đẹp tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhé. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em, đấy, với giá 95.000 nhé. Rồi, đến là một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. Bóng đèn 10W nhé, 10W thì bóng đèn LED 10W. Với giá chỉ có là 15.000 nhé. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhé, 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em.
ăn đài 50W với giá chỉ còn 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Tuấn Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái mẫu sản phẩm nhé. Đây là một nồi lẩu mini, một lẩu mini quý vị nhé. Có đèn báo này và cực kỳ có thế chứ, có đèn báo cho em này. À, tắt mở, đây là công tắc tắt mở cho em nhé. À, cực kỳ là ok rồi. Và cái mẫu sản phẩm này ấy, thì dành cho tầm 1 đến 2 người ăn là ok nhé. 1 đến 2 người ăn hoặc là nấu mì tôm ấy, là tuyệt vời luôn quý vị nhé. Đặc biệt là nó có một cái rễ hấp nữa nhé. Nó tặng kèm theo một cái rễ hấp này. Có dây điện, nói chung là treo kèm đầy đủ như này cho em. Đây. Thì hôm nay em sẽ sell cái sản phẩm này với giá chỉ có là 95.000. 95.000 quý vị nhé. À, có phủ chống dính nhé. Có phủ chống dính này. Đấy, nồi cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị bà con mình quan tâm thì alo cho em nhé. Tuấn Phúc liên tiếp một cái sản phẩm mà đấy là một cái đèn bảo quý nhé. À, quý vị đây là một cái mẫu đèn bảo lồng chim nhé. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Quý vị nhìn ra mình có thể trang trí này, trang trí cho ngôi nhà của mình nhá. Những cái quán xá cà phê thì tuyệt vời luôn nhá. Và đặc biệt nó là xài pin 18650 và nó có chế độ tăng giảm nguồn ánh sáng nhá. Đây, tăng giảm nguồn ánh sáng đẹp chưa. Rồi, đây là màu ánh sáng vàng quý vị nhá. Và đấy là xài pin 18650, cực kỳ là tuyệt vời như này. Thì hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con của mình đấy một cái giá quá hời luôn nhá. 110.000 một cái cho em, 110.000 nhá. Đấy, cái này mình có thể đấy, mình đi picnic này, mình đi picnic nhá, mình có thể cắm trại này. Đấy, và tăng giảm nhiệt độ ánh sáng là tùy theo thời ý mình nhá, để tiết kiệm nguồn điện khi cần sử dụng nhá. Rồi, quý bà con các bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời cho quý bà con các bác mình nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm cực kỳ là tiện lợi luôn quý vị nhá. Nó cũng là tiết kiệm điện cho gia đình mình. Thì đầu tư một lần thôi quý vị nhá. Rồi, đây là một cái màu bóng đèn 500W quý vị nhé, 500W bóng LED cực kỳ là siêu sáng luôn. Và nó có rờ móc theo kèm nhé, có rờ móc theo kèm để mình điều khiển của nó này, auto hay là tự động, hàng giờ tùy theo mình nhé. Rồi, và có một tấm đèn năng lượng mặt trời khi mình lắp vào là hướng vào ánh nắng mặt trời quý vị nhé, để nó nạp pin vào cái bộ phận này thì ban đêm nó sẽ từ sáng cho mình. Đấy, tối là nó sẽ từ sáng cho mình chú quý vị nhé. Rồi, nó cực kỳ là tuyệt vời luôn quý vị ơi. Đấy, nói chung là sân vườn này, nhà cửa nói chung là mình lắp đều ok hết nhá. Rồi, hôm nay em sẽ sell với cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 350.000 nhé. 350.000 một sản phẩm như này. Đấy, quý bà con, cô bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con của bác mình nhé. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi. Hãy giải chiến cho cái mùa hè nóng nực nha. Rồi, và khi những cái thời tiết, những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây, một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhé. Đây, với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhé. Pin 10 cell cho em này, một quả pin này. Một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhé, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này, lồng bằng sắt em nhé, là lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhá, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này ấy, thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé. Đây, xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhá. Rồi, những cái đời trước nó chưa cải tiến, nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi, ngày hôm nay em sell với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi. 390.000, máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em xin cho quý vị bà con bác mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em nhé, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp, CRB này, siêu xịn sò luôn nhé. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRB Kabushi trên này luôn nhé, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này á, thì cái quai, cái cáng của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu quý vị nhá. Hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sell với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Em đi tiếp cho bà con mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái ngâm chân nhá. Đây, ngâm chân bằng đây là vật liệu gừng già nhá, gừng này và nói chung là xạ này, các loại thảo dược nhá, thảo mộc cho em. Đây, cực kỳ là hay luôn. Bác nào hay tê bì chân tay á, nhức mỏi tay chân thì mua về ngâm. Trong này nó đã phân từng gói rồi, mình có liều lượng trong rồi. Mình mua về chỉ có việc ngâm nha.
hoặc là hôi chân, hôi các kiểu, đi dở đi dày mà bị hôi á, thì về ngâm cái loại này cực kỳ là hay luôn, vừa không bị đau mỏi nhưng và không bị hôi chân luôn nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo này, với giá chỉ có là 50.000 một túi nhá. 50.000 một túi, đây là thảo mộc ngâm chân nhá. Đấy, cực kỳ là hay. Quý bà con mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em về là cái màu kéo quý vị nhá, kéo X5. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhá. Đây là cái màu kéo X5 này, đấy, hàng Japan nhá. Hàng được khắc chữ trên máy luôn, à trên trên kéo luôn này. Hai cán này là cán cán nhôm đúc nhé, cán nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Thép thì thép siêu cứng cho em này, hai hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình, nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi nhá. Màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhé. Một cái 30.000, mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Hôm nay tiếp cho toàn thể quý bà con mình cái sản phẩm nhá. Là một T. T này là hàng bắt cao cấp quý vị ơi. À, cực kỳ ngon nhá. Rồi T thì em cùng có T8 này, T10, T8 nhá, T8. T8 thì T8 và T10 thì mỗi thứ là 20 cái 20.000 nhá. 20.000 một cái quý vị ơi. Đấy, T8, T10 nhá. T8 này, T10 hàng cao cấp luôn. Còn T13 và 14, 15 thì mỗi cái là 25.000 quý vị nhá. Một cái là 25.000 này. Đấy. T13, 14, 15 thì 25.000 một cái này. Quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm về các cái màu T thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhá. Đây là cái màu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. À nhá, đây là cái màu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó là nó có hai chế độ nhá. Đấy, một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhá. Đây, đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài và chiên rồng nhá. Rồi, cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhá. Đó, cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy, nó hai chức năng như này là quá đặc luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Rồi, và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhá, bằng cái cổng USB mà, bằng dây sạc này qua cụ sạc điện thoại cho em nhá. Rồi, ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bác mình ấy, với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhá. 140.000, đấy 140.000. Anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhá. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bác mình về dùng nhá. Đây, hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và xe với giá là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bác mình về dùng nhá. Rồi, một cái đầu nối nhanh như này, hay một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi, hai sợi thì tùy ý mình nhá. 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi, một cái đầu nối nhanh, hàng phải nói bảo đảm an toàn, tiền lợi, nhanh chóng nhá. Rồi, chỉ một đầu thì có 2.000 thôi. À, một đầu 1.000 nhá. Thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đầu nối nhanh. Đấy, dây điện cực kỳ ok luôn. Đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhá, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mà mình đúc dây điện vào nhá. Rồi, mở hay là tháo gì, lắp gì cũng nhanh hết. Quý bà con của bác mình quan tâm thì alo nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình là một cái sản phẩm, đây là cái bộ chì màu, như hộp chì màu luôn, với 100 món chi tiết quý vị ơi, cực kỳ nhiều luôn, từ sáp nước này, sáp khô này, chì này. Đấy, cực kỳ có đầy đủ nhá, màu này, đấy, cò vẽ đầy đủ cho quý vị mình mua về cho trẻ con mình sử dụng nhá. Đấy, vẽ tranh vẽ này, đấy, làm hồi họa sĩ học bài này, cực kỳ hay luôn nhá. Đấy, gồm có đầy đủ trong một cái set phụ kiện trong cái hai cái hộp như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 80.000, 80.000 một hộp như này nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bác mình cái màu sản phẩm
cưa kiếm cầm tay quý vị nhé. Đây là cái mẫu cưa kiếm cầm tay này, hay dài, cái chiều dài của nó là 30 nhé, chiều dài của nó là 30, cưa kiếm cầm tay. Mình có thể thay thế lưỡi, khi lưỡi xài lâu ngày nó cùn nó hết đấy thì mình có thể thay nhá. Và hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý bà con hoặc mình ấy, với giá chỉ có là 100.000, và nó tặng kèm theo một lưỡi nữa đấy. Ok chưa, shop em tặng kèm theo một lưỡi cực kỳ là ngon nhá, cùng công ty cùng hãng luôn đấy, mua về xài nhá, mua một tặng một quý vị nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con gặp mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm mà kim chỉ này, hai cái mẫu kim chỉ nhá, nó nằm trong một cái hộp, nó là nhiều lớp như này nhá, hai lớp ba lớp như này, có kim có chỉ đầy đủ như này. À thì ngày hôm nay trên kênh của em ấy sale cho toàn thể quý bà con của bạn mình dùng với giá chỉ có 35.000 một hộp nhá. Đấy, nhà nào cũng cần nhiều hết đấy. À, có nhu cầu alo em nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình nhá. Đây là một cái mẫu bàn chải đánh răng mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nhá. Rồi, từ Korea này, hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ xịn sò nhá. Rồi, cái mẫu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá mà nói là hết mức kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi, một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá. Cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy, một cuộn nguyên một hộp như này là gồm có 30 cái nhá. Hộp 30 cái, đấy, bán buông, bán lì, bán xì, bán lẻ gì. Một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy, 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ cứ 10.000 một cái nhá. Mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con cần quan tâm thì alo cho em nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhé, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhé, máy xay thịt nhé, máy xay 2 lít nhá. Đây là những cái máy như này đây quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhé, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay sale với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhé, 20.000 một bộ, là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi, để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày, nó bị cùn ấy, thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ, đấy, một gồm có cả máy xay thịt 2 lít như này, cố in lúc này, thì 160 nhá. 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây, mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là một con máy cắt trượt mini dài lưỡi 1 tấc 85 này, hàng cực kỳ là ngon quý vị. Đấy, nó gồm nó như này đây, nó là gồm có một lưỡi theo kèm quý vị nhá, dài lưỡi 1 tấc 85 này, có thể trượt nhá. Đây là có thể trượt cho em này. Đấy, mình cắt cái gỗ mình có thể trượt lên trượt xuống này nhá. Rồi, công suất của em nó là gồm có là 1200W quý vị nhá. Công suất của nó là 1200W này. Đấy, cực kỳ điện, điện 220V nhá. Đấy, vòng tua thì khá lớn rồi. 5200 vòng trên một cục nhá. Cực kỳ là xịn luôn. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm này, hàng cắt được như này nhá. Có phụ kiện theo kèm này. Đấy, phụ kiện theo kèm một tầng kèm theo một cái lưỡi 1 tấc 85 cắt sắt nhá. Cái mẫu này là đa năng, cắt gỗ, cắt sắt và cắt gạch thoải mái cho em nhá. Và có thể cắt góc 45 độ của mình, mở cái này ra này. Đấy, chỉnh góc cắt các 45 độ cho em nhá. Rồi, hàng cực kỳ có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đảm nhá. Đấy, có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đảm như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, cắt trượt thoải mái nhá. Đây, mình có thể trượt như này. Đấy, cắt trượt tới trượt lui, cái đường kính cắt có thể dài ra nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có là 1.300.000 nhá, 1.300.000, và em tặng kèm theo một cái cây Covid và một cây bút điện cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, khóa mở rồi, chổi xăng theo kèm đầy đủ rồi. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật, bao ngon bao xịn trò cho quý bà con của bạn mình sử dụng nha. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạn mình ấy một cái sản phẩm nhé. Đây là cái mẫu kìm bấm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi đó là hàng loài một, hàng đấy, hàng chữ dập nổi Grossman trên thương mại USA nhé. Rồi, hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhé, thép sắt này, xám này, logo ok lắm, CRV nhá, cực kỳ là vip luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi,
thanh lý nè, thanh lý bây giờ 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đây, về số lượng cực kỳ là nhiều. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nha. Em liên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình một cái mẫu sản phẩm nha. Đây, một cái mẫu sản phẩm dành cho tất cả quý bà quý anh mình á, thích nội trợ nha, với một cái máy xay. Máy xay này là máy xay thịt xay cá nha, xay thịt xay cá với một cái cối inox này 2 lít cho em nha. Rồi, nắp này là nắp nhựa dẻo cho em ấy, nhập nhựa dẻo cực kỳ là ok luôn nha. Rồi, dao này gồm có 4 dao siêu bén luôn nha. Dao siêu bén luôn, này cực kỳ là VIP luôn. Đấy, xay gì xay thịt xay cá cực kỳ ngon quý vị nha. Rồi, với một cái mẫu sản phẩm như này, ngày hôm nay em sẽ sale với một cái giá phải nói là cực kỳ rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình về sử dụng nha. Rồi 140.000 thôi, giá 140.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình đấy là có thể về xay thịt xay cá làm chả tại nhà mình nha. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình nha. Quay trở lại với Tuấn Phúc ngày hôm nay có về một cái lô, tiếp tục về một cái lô cưa kiếm nha, cưa kiếm cầm tay này, nó rất dễ để dễ sử dụng nha, lưỡi thì siêu bén rồi, cực kỳ là ngon nha. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý với giá chỉ có 55.000 một cái này, 55.000 một cái quý vị nhé. Rồi, và anh nào mua 3 cái thì em sẽ tặng một cái lưỡi xích cua theo kèm. Em mua một cái, tặng một cái lưỡi xích cua theo kèm nhé, lưỡi cực kỳ là ngon luôn. Đấy, còn anh nào mua lưỡi lẻ thì một lưỡi là 25.000 cho em này, một lưỡi 25.000 nhá. Đấy, một lưỡi cưa 25.000. Còn anh nào mua nguyên cái như này 55.000, mua 3 tặng một lưỡi nhá. Xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, ngày hôm nay em về một cái lô sản phẩm đấy là cái lưỡi nhá. Đấy, quý khách hỏi rất là nhiều nên em nhập hàng về để phục vụ quý khách nhá. Rồi, một cái lưỡi hàng Nhật xịn sò luôn nhá, Japan luôn. Lưỡi cưa kiếm này, cái này này là cái lưỡi không nhá. Ai anh em nào mà có cái cưa kiếm như này rồi ấy, đấy mà lâu ngày nó bị cười cái lưỡi nó bị cùng á, bị ấy thì mình có thể thay. Và ngày hôm nay em về cái mẫu lưỡi này cho quý vị bà con bạc mình này nhá. Thanh lý với giá chỉ có 25.000 một lưỡi nhá. 25.000 một lưỡi như thế này quý vị nhá. Mình về mình thay, thay vào bật cái này lên nhá. Rồi mình thay vào là mình sử dụng cực kỳ là ok, có cán sẵn nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình một cái mẫu dao nhá. Đây là cái mẫu dao Hắc Long. Tên gọi của nó là Hắc Long, như cân đao Hắc Long, có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi, đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng nha em nhá. Nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá. Rồi, cho đến tay cầm luôn. Và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá. Các rau các kiểu, con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sale cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá. Với chỉ có 65.000 một cây này. Giờ có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá. Và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn. Đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này, mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi, quý vị bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá với mẫu dao Hắc Long này nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao, thì đây là cái lưỡi này, thì mình có thể đưa vào mình cắt nhá. Đây đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá, lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhá, cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn sò, có dây dừa xeo kèm luôn. Đây, một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhá. 150.000 một cái bộ sản phẩm, cái bộ dao kéo cắt kìa tỉa cành trên cao nhá, có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. Rồi, về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sale trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi, con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Máy xây dựng Tuấn Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con cô bác trên khắp mọi miền Tổ quốc nha. Rồi, quay trở lại với kênh máy xây dựng Tuấn Phúc ngày hôm nay. Tuấn Phúc sẽ sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về
hàng kim khí nhé, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình. Rồi chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này, hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao vip, bao xịn sò. Rồi hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. 10.000 một cây nhé, số lượng thì bao la, anh nào xỉ lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chứ xứ luôn. Rồi tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít, bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị bà con bạn mình này. Một cái bộ lục giác này là giác ca, giác sao, giác bông, giác bi, đây có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này, hàng này là hàng ZT, hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ dẹt cho em, hàng chất lượng, bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT Ultra cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thẹp CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy, sẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây nè, bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thép CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bảy luôn nhá. Chống rỉ rạch cực kỳ là VIP luôn, siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy, chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lục giác bông cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít. Đây là cái màu tô vít tăng giảm quý vị nhé, tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, mà có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé, nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhé, nhấn nút vào, đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy, em một tay nhá, đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá, đấy, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá, đấy, hai đầu luôn. Đấy, sell nhá, sell giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo đấy là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi, chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này, đấy, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ VIP nhá. Rồi, bác nào cắt lông mùi cũng cắt được luôn, tỉa lông mùi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi, hàng này là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đây là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu, thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá, thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, hay chống vỡ này, cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá, 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá. Xì lệ đầy đủ hết. Em xin thiết cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này, để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau bụng, đau lưng này, đây nhá. Cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, lúc mở nguồn bên này có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này,
nó có rất nhiều chức năng nhé. Đây mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng rùng lớn rùng ít tùy mình nhé. Và tặng kèm theo một cái matcha mini cho quý vị bà con của bạn mình. Hãy tặng kèm theo một cái matcha mini nhé. Rồi matcha mini ở đây. Rồi quý anh chị em bà con của bạn mình quan tâm thì alo cho em nhé. Em lấy tiếp cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto. Auto có nghĩa là tự động nhé. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhé, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhé. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe, thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vẫn nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con ngoài cần quan tâm thì alo cho em nhá. Hello, Tân Phúc xin chào toàn thể quý anh em nhá. Rồi, quay trở lại với Tân Phúc thì ngày hôm nay lên kênh sale cái mặt hàng này cho quý anh em mình về dùng nhá. Đấy, từ các bác thợ chuyên nghiệp hay là nghiệp chưa gì cũng xài được hết nha. Đấy, đây là một cái mẫu ke góc hàng nhá, ke góc để mình hàng, ke góc 500 nhá. Đấy, này mình hàng để góc 45 độ này, 90 độ, 130 độ, 180 độ đều được cả, ok nhá. Rồi, cái mẫu này thì mình có thể nó là 3 in này. Đấy, cái mẫu này là 3 in nhá. Rồi mình tầm 12 kg đổ lại thì nó là sẽ hít mình cho mình hàng thoải mái nhá. Rồi, vậy thì ngày hôm nay sẽ xả cái giá này với giá chỉ có 35.000 một cái nhá. 35.000 một cái ke góc hàng 500. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn. Về mình hàng muốn hàng gì dàng nhá. Em lên theo cái mẫu lưỡi đá cắt sắt một tấc một cho tất cả quý anh chị em bà con hoặc mình này. Đấy, với đây cái mẫu sản phẩm này thì ngày hôm nay em sale cực kỳ là rẻ nhá. Thì một lưỡi là 3.000 thôi, một lưỡi 3.000 nhá. Còn anh nào mua một lốc 25 lưỡi như này thì em sẽ tính là 70.000. Đấy, một lốc 25 lưỡi như này là 70.000 nhá. Còn mua lẻ thì một lưỡi 3.000. Giá cực kỳ là rẻ rồi, siêu rẻ luôn quý vị nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây. Đây là tô vít đóng đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này, và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rùng và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra làm cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm cho quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhá. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhá, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhá. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là rùa cưa, rùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn rùa gì rùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đấy, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này, có đầy đủ gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sale cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên tiếp một cái mẫu sản phẩm đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng sang Thái Lan, bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhé. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này nhé. Có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá.
thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài đũa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc ngách đằng trong này, mài ấy này mình nối theo nhé, và các đầu nối theo kèm, các kia đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất kỳ là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 450.000 thôi, 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này, mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm máy khoan pin cho toàn thể quý bà con của bạn mình nhé. Đây là một cái mẫu khoan pin hàng công ty Homoki nhé. Này, hàng cực kỳ là siêu chất và đẹp luôn nhé. Motor thì mua motor từ lớn này, cực kỳ là đạt luôn này. Dòng motor từ không thang nhé. Đầu kẹp 13 ly Autolux nhé. Ba chế độ khoan tường bằng tôn bằng vít nó trong em bao nhé. Có tay cầm trợ lực. Cái mẫu này thì các anh mà đi làm thợ điện lạnh ấy, khoan lỗ khoét lỗ á, P60 cực kỳ là ngon luôn nhé. Với một cái dung lượng là hai quả pin 15 cell. Nhá, hai quả pin 15 cell hàng công ty bao chất lượng luôn, xịn sò cực kỳ là đạt luôn nhá. Sạc bằng là sạc bằng nhanh ram này, hay hàng cực kỳ chất luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể sell này, sell cho toàn thể quý vị bà con của mình với giá chỉ có 1.500.000 nhá. 1.500.000 một bộ comble gồm có hai pin 15 cell, một thân máy đấy và sạc bằng như này nhá. Pin thì có chế độ đèn báo pin luôn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Quý anh chị em bà con của bạn mình á mà đi công trình này, hoặc là làm gia đình này, nhất cái nách luôn quý vị nhé. Rồi có qua mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác cô chú anh gì thường xuyên hay uống nước chè này, nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dạng luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tải nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì này sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sell với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này, với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá. Nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhá. Rồi. Nay thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với là cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em. Với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này. Nó nằm trong một cái hộp nhựa nhé, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Em lên cái màu cao dáng vai gáy nhé. Bác nào mà thường xuyên đau vai gáy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, đấy, hoặc là đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dáng nhé. Đây là cao dáng vai gáy hải cứu cho em. Gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dáng. Dáng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá, rất chi là dễ này, và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngày cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này, hôm nay em sell cho tất cả quý bà con của bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá, 20.000 đồng một hộp thôi. Hôm nay cái màu búa lùn cho quý vị nhá, hãy ngày về một cái màu búa lùn cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi, này nhìn hàng năm sao nhá. Búa lùn của Nhật cực kỳ là đạt luôn này, búa lùn của Nhật quý vị nhé, đấy Puka Japan này, hàng cực kỳ là VIP luôn đấy. Rồi thì ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này với giá chỉ có 38.000 nhé, 38.000 thôi đấy. Cho có bọc cao su êm này, đấy, cầm nắm này, không bị trơn trượt nhé, cực kỳ là xịn sò luôn đấy. Búa này thì nói chung là mua một cái về xài cho nó sướng một đời nhá, nhổ đinh đóng đinh thoải mái cho em này, cực kỳ là ngon luôn nhá, tiền lời gòn nhè cho em đấy. Có nhu cầu mốc thì alo cho em nha.
Em lên tiếp cái màu xăm thịt bằng tay cho quý vị mình nhé. Đây là một cái cây xăm thịt bằng tay này. Hay nhà mình hay nấu ăn ấy, làm thịt nướng này, hay là chiên, là rang này, rám này. À, thì mình thịt sườn ấy, thì mình xăm cho nó mềm, nó thấm gia vị, nó cho ăn cho nó ngon nhá. Thì mình nên mua một cái này về này nhá, mình xăm vào cho nó mềm, xăm vào thịt nhá. Đấy, khi mình xăm là nó như này, nó sẽ tự động như này nhá. Rồi, và đây là cái này là sắt chống là inox nhá, chống rỉ rẹt cho em này. Đấy, cực kỳ an toàn vệ sinh luôn ha, cái này bằng nhựa. Nó cực kỳ là về hợp về an toàn vệ sinh như này. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái. Đấy, quý anh chị bà con bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Tiếp theo em lên cái màu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con bác mình nhá. Rồi, pin đây là pin 18650. Pin này là pin tái sử dụng quý vị nhá. Đây, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con bác mình sử dụng nhá. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con bác mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này, đấy mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy, là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình ấy, lớn hơn nhá. Rồi pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Hay hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhé. Đấy, sạc về bao la luôn, phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình cực kỳ là đạt luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đạt luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nhá quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nhá. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên chà cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá, mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà một có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nhá. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay dọn khói, còn có một cái lô một thùng cái lưỡi cưa xích tròn nhé. Cái lưỡi cưa xích này là để lắp vào máy mài quý vị nhé, để lắp vào máy mài này nhé. Máy mài xài lưỡi một tấc ấy, một tấc mốt để mình cưa cây đó, nó rất là dễ sử dụng nhá. Rồi, cưa xích tròn cho em này. Đấy, ngày hôm nay còn thùng dọn khói thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi nhá. Thanh lý với giá chỉ có 50.000 thôi. Quý anh chị em bà con của bạc mình có quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhé, bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này, là bơm nước cho hoa, cho lan này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em, bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái mẫu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá, 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nha. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kìm mỏ quà cho quý vị nhé. Đây là cái mẫu kìm mỏ quà hàng Nhật cực là xịn sò luôn. Đấy, đây là mẫu này là mẫu lớn nhá, mẫu kìm quà lớn nha em này. Đấy, cái mẫu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính có mở của nó là 10 phân nha em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái mẫu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nha. 140.000 một cái kìm mỏ quà hàng lớn như này. Cái hàng này hàng Nhật bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nha. Một cái đế mà cắt này, đế cắt của máy lắp máy mài mini nhá. Mình cắt bằng
thành một cái máy cắt bằng này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhé, thành một con máy cắt sắt bằng này, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm 1 tấc 2 đầu lại nhé, là xài được cái mặt bằng này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhá. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Và đây là cái màu ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng cực kỳ là xịn sò và cao cấp quý vị nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Với cái dung tích của nó là 2,5 lít quý vị nhá. Cái dung tích của nó là 2 lít này. Đây, hàng Cucu này, hai lớp nhá. Máy trong thủy ở trong là inox nhá, trong inox và ngoài này có bọc nhựa, hàng bao đẹp luôn, bao xịn sò, bao xài cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá sập nguồn luôn. Với giá chỉ có là 120.000 thôi. 120.000 một sản phẩm. Đấy, quý bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, số lượng về hàng quá nhiều cho nên thanh lý giá quá sập nguồn luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để có những sản phẩm hay, tốt, đẹp để về sử dụng quý vị nhá. Tiếp theo có về thêm cái màu khay đựng thức ăn quý vị nhé. Đây là cái màu khay đựng thức ăn để tủ lạnh. Nó có gồm có 5 cái nhé, gồm có 5 cái cho em. Cái cái lớn nhất thì đường kính nó là 18 cm này, và nó nhỏ dần nhá. Đấy, và có nắp đầy đầy đủ như này. Rồi, một combo như vậy là 5 cái inox mỏng để mình để thức ăn vào tủ lạnh cho nó khỏi bị hư hỏng ấy, và nó hấp thu nhiệt nhanh. Thì cái màu này ấy, em về một số lượng cực kỳ là lớn luôn, nên thanh lý cho toàn thể quý bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có là 38.000 nhá. 38.000 một sản phẩm thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo về cái màu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Hay một cái màu Zippo. Hay hàng bao đẹp luôn, hay bao nó trong bao xanh điều nhá. Dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn này. Mua về mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Hay về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng, bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá. 30.000 một cái cho em. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm máy xay khô quý vị nhé. Đây, một cái máy xay khô này, xay tiêu này, xay gạo này, xay làm ngũ cốc này, xay ớt, xay nói chung là xay khô nhá, xay những thiết bị khô. Đây, gồm có 4 lưỡi con như này, có máy lưỡi con này nhá. Đấy, cối bằng cối inox, hàng cực kỳ xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, inox liền, đúc liền nhá. Đấy, tay cầm ngon. Rồi, mình chỉ cần cho vào và đậy nắp vào nhá. Đậy nắp vào là nhấn ở đây này. Những đây là công tắc nhé, là nó sẽ hoạt động cho mình, nó xay, đấy, cực kỳ là xịn sò như này. Thì hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu này cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình về dùng nhá. Rồi, một cái cối inox liền như này với giá chỉ có là 130.000 thôi, 130.000 một cái thôi, đấy, quá rẻ, quá chất lượng như này, đấy, bà con của bạc mình mua về xài cho nó sướng nha. Rồi, anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em này. Nói về thêm một cái lô sản phẩm mà rìu đầu sói quý vị nhé. Đây một cái rìu, đây là những mẫu đa năng. Đây, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này, mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé, như chặt xương, chặt đầu các kiểu, chặt cành cây, hay đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đây, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đây, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đây, hàng bao chất lượng, bao xịn sò này. Đây, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Hãy quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Rồi, tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé. Đây một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Hãy hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150mm nhá. Rồi, này, hàng này là bao chuẩn, bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó, ngức khẳng trên này rồi và nó được khắc âm nhá. Đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhá.
một cái mẫu cây kẹp cơ này, hàng bao chất lượng, bao xịn sò như này, anh em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Anh 120.000 quý vị nhé. Anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này. Hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá. Hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo quý vị nhá. Hay chiều mình là nhớ chiều này. Hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này. Cực kỳ một cái em về cái màu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ hay nhá. Rồi, có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này. Có đèn nhá, kim điện 220 quý vị nhá, kim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vỉ nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vỉ dài dằng hơn. Đấy, bằng còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ cái các chân đầy đủ như này, có khăn có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Cái màu này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em mốc nhanh này về ăn đồ nướng quý vị nhá. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này. Cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi. Cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá. Đóng mở thoải mái nhé, sửa chữa thì em bao luôn. Các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ là một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp một bẹp một ke như này 60.000. Một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình đấy, anh chị em bà con bạc mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này 7 6 này, 7 này, 8 9 này, 10 11 12 12 này, 13 14 15 16 17 18 19 nhá, 17 18 19 này, 20 và 22. Nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đây anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cả là hay nữa nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi, thanh lý giá chỉ có 70.000. Anh quý em, anh chị bà con bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm mà đây là một cái cối giả quý vị nhá. Đấy, cối giả chạy trên shop Bombo đấy. À, đây là một cái cối chày, cái chày là dài nhá, và đây cái cối nhá. Cối này là hai lớp nhá, inox đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn. Hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây, và cái đường kính của nó là 10 cm này. Đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi. Cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ cũng được nhá. Cực kỳ là xịn đấy, và một cái nắp mình đựng theo nhá. Đây, như này. Để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi. Và có thèm theo cối này. Và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy, với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhé. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28 cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá. Và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái màu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nhá, với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương.
Đấy, quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Nay em có về thêm cái lô sản phẩm nha. Đây là cái mẫu dành cho gia đình nha, cực kỳ hay luôn. Đây là cái bộ nâng tủ nha, nâng tủ, nâng bàn, nâng ghế cho em này, cực kỳ là đạt luôn nha. Đấy, đó còn kèm theo một cái đòn bẩy này. Đấy, cái này mắc vào để bẩy lên nha. Còn đây là bốn cái bánh xe, mình lắp cái tủ lạnh này, máy giặt này, giường ghế này. Đấy, cho vào bốn cái tủ nhá, bốn chân. Đấy, bốn cái chân bốn góc là mình nâng lên, mình đẩy đi cho nó di chuyển nhá. Đây là cái bộ nâng tủ, nâng bàn, nâng ghế. Giá em đang thanh lý và chỉ có 90.000 nhá. 90.000 một bộ quý vị ơi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, một cái mẫu sản phẩm đấy là một cái mẫu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây, đây là cái mẫu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, đấy, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình sẽ xem luôn nhá. Đấy, xem mức luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu còn nhẹ, cái mẫu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, xài cực kỳ ok nhá. Rồi nay em về cái lô mũi khoan, hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá, mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này, nó theo kèm này quý vị nhá, nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá, bóc ra luôn. Đấy, đấy nó là gồm có này, thông số đầy đủ nhá, 32 là lớn nhất nhá, ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này. Thế nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan sắt xịn sò như này. Thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đây, cái muốn khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoan này nhá, đưa mũi khoan tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn, với giá chỉ có là 100.000 nhá. Tiếp theo quý vị nhá, đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm 2 ống này, bơm 2 tí, có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn, 2 ti này. 2 ti này thì em nói thật là bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bạc mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàng luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá, có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi, siêu sáng. Mình nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa, cực kỳ là đạt luôn nhá, 5 bóng nhá. Đấy, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Rồi, nay em lại về thêm một cái lô sản phẩm đấy là một cái mẫu cân tiểu ly quý vị nhá. Và thì cái mẫu này ấy thì nó tiểu ly nhưng mà nó cân được trọng lượng tối đa là 10 kg cho em nhá. Cân được 10 kg này, bằng điện tử, đấy, rất chi là xịn sò luôn. Rồi, và có tặng kèm theo một cái 2 quả pin này để mình về sử dụng nhá. Thì em sẽ thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000 cho bà con của bác mình về sử dụng nhá. Cực kỳ là tiền lời và gọn nhẹ nhá. Tiếp tục ngày hôm nay về lại một cái lô sản phẩm bơm 2 ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Hay 130.000 quý vị nhá.
Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nhá. Một hộp chỉ có giá 50.000 thôi. Đấy, cực kỳ là xịn sọt. Tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300ml x 36 đấy. Cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300ml nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi. Hãy thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn. 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhá. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cả trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi. Và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm bút làm dấu nhá. Bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá. Nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy, thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá. Và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoang không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi. Hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi, cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con màu của bạc mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhờ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi, đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi, một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này. Với giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chịu được nước nhá. Mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá. Mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi, đây quý vị nhìn thấy chưa? Đây, em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá. Không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây,
đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng sao hết nhá, vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này cực kỳ là ok luôn. Và cái mẫu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá, rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái mẫu màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rờ móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhá, dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuộn như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của mình. Với giá chỉ có 90.000 một cuộn nhá, 90.000 một cuộn cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm, đấy là một cái gạc tàng thuốc quý vị nhá. Đấy, bằng thủy tinh, nó cực kỳ là đẹp luôn. À, cực kỳ sắc nét nhá. Đây, hàng cái trang trí thì bắt mắt này, siêu đẹp luôn. Bốn ngắt bốn nơi đấy nha. Rồi, sanh lý cho toàn thể quý vị bà con bác anh chị em mình ấy, với giá chỉ có 20.000 thôi. Thì cái này nhà nào mà trồng, có trồng hút thuốc này, anh chị em bà con hút thuốc này, hoặc là để bàn ấy, có khách đến ấy, thì để người ta cho tàng thuốc của đây cho nó lịch sử nha. Rồi, 20.000 một cái thôi quý vị ơi. Gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc. Đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nha. Đây, mình muốn nhanh thì nhanh, chậm thì chậm, thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng đến 1 phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác cái hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý mình, quý vị mình yên tâm mà xài nhá. Rồi, đầu tiên đây là một cái đầu, cái đồ riêng, nhìn cái mở của nó này, đây là một cái dòng mở chiều nhiệt cao nhá. Mở này bình thường đấy, mở bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mở này là mở trắng, mở này là mở chất lượng cao, mở siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá. Cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai, đây là cái bộ rotor. Đấy, bộ rotor của nó này. Đấy, chú ý, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo. Keo chống cắt điện cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này, siêu dài luôn nhá. Cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi, hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi gia chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy, nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này. Thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhé, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong rồi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy, và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá, cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa, là quý vị cứ xài thoải mái. Đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá, mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra. Đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này. Bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok nhá. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm. Tô vít này, tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. À, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chỉ thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi, em có về một cái lô mũi khoang quý vị nhé, mũi khoang đa năng. Hai mũi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này,
khao khoang gạch men, khoang kính này cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái mẫu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhé, máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mũi 6 và mũi 8 cho em này. Mũi 6 thì 20.000, mũi 6 thì 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái, còn mũi 8 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghi trên màn hình nhé. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít 2 lít rưỡi gì đấy. Đấy, thì cái sản phẩm này là inox nhá, ấm inox cho em này, và có vòi báo hú này lúc ra nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đó, có nắp đậy khi mình mở ra mình tẩy nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây, đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá, thoải mái cho em. Cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nhá. Đây, đó là một cái mẫu đèn xoay sân khấu nhá, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nhá, một cái đuôi mình ghim như này. Rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nhá. Và đây là cái đèn, bóng đèn xoay cho em nhá. À, cực kỳ hay. À, nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng nhảy múa thì đây, móc về một cái nhá, rất là dễ sử dụng. Rồi bật công tắc thôi thì nó đã xoay như này. Nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhá. Đây là cái đèn cầu vồng. Đấy, không bị chóa lóa này. Đấy, đẹp chiều vàng không chóa lóa quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhá. Đấy, 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này. Đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Thấy chưa? Mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hay đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nhá. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như này. Và mua gì cũng ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn, và khi mình đóng lại là như này nhá. Đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá. Quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu, đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1.5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi, ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình sử dụng nhá. Rồi, quá hũ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hú như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá, bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đấy, một cái lô khóa hú em về, cái lô khóa hú này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ, nếu bác nào mà không muốn hú thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hú một bên không hú nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy, mày quả pin nhá, pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hú này, siêu ngon luôn quý vị nhá. Đấy, để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái màu sản phẩm này nhá. Tiếp tục ngày hôm nay bên em có về cái lô súng nến nhá. Đấy, súng nến dành cho các quý nào mà hay thường xuyên hay làm đồ chơi ấy. Đây, đây là khẩu súng nến xài điện 50-220 thoải mái nhá. Đấy, và mỗi đơn hàng là mình tặng kèm theo 5 cái nến dài này. Đấy, 5 cái nến dài như này nhá, tặng kèm theo này.
Đấy, với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, thân hôm nay sale giá rẻ sập sàng nhá, 40.000 cho toàn thì quý vị bà con bạc mình nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Còn anh nào có nhu cầu mua xem nến thì đây nhá. Đấy, 10 cây của nó là nhiêu tiền đấy? Hả? 5 cây 10.000 nhá. Đấy, 5 cây 10.000. Đó, mốc thêm thì đấy luôn nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi. Đấy, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá. Thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình quấn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá. À, dây để lòi ra cho mình đây. Dây này nhá. Dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây bên hông. Găm vào bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây. Gồm có 4 quả pin nhá. Mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi, cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn, ai không cần pin nhá, cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay về một cái lô sản phẩm này. Đây là cái túi bọc thực phẩm quý vị nhé. Đây là gọi là cái trùm để bọc thực phẩm cho quý vị này. À, đây là cái một cái hộp của nó, một bịch như này là gồm có 100 cái quý vị nhé. Đấy, một bịch như này là 100 cái thôi. Mình mua về để bọc cho an toàn thực phẩm ấy, không bị ruồi bâu hay là các cái côn trùng nó xâm chiếm vào nhá. Đấy, mình làm mâm ra mình bọc lại nó rất chi là hợp vệ sinh nhá, rất chi là bắt mắt luôn. Đấy, với cái một cái túi như này gồm có 100 cái thì em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Với giá chỉ có 10.000 đồng. Đấy, với giá 10.000 đồng một bịch nhá. 10.000 đồng một bịch như này, gồm có 100 cái quý vị nhá, 10.000. Đấy, giá siêu rẻ, siêu yêu thương luôn. Số lượng thì bao la cho quý vị nhá, số lượng bao la. Đấy, em về máy tải luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, keo ngâm cho tất cả các anh tí ấy, quý vị ơi. Đấy, nhà nào, anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì múc ngay cái này về cho em nhá. Đấy, về hàng này, hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường, ngon là cành đào nhá. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nhá. Đấy, ăn vào là ok, con tê tê luôn. Đấy, cái bồng nó từ chữ phần lên thôi, nó kiếm miếng nước nó uống là xong phim nhá, quý vị nhá. Rồi, một hộp 25.000 thôi nhá. Đấy, thanh lý một hộp 25.000, hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nhá, em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nhá, đâu nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy, rồi tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, đây, mấy cái này thì nó thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn, cực kỳ thích nó nhá. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có một thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này, ok chưa. Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ một loại lớn nhá, một cái kính nhỏ một kính lớn nha em. Và khi mình muốn ánh đèn sáng thì có công tắc ở đây, khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp qua quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này quý vị nhìn thấy. Đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, nó cực kỳ là ok. Đấy, 3D nhá. Đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa. Đấy, thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy,
thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá. Rồi tiếp tục ngày hôm nay, bên kênh của em về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Tiếp tục về nhá, vì những cái mẫu sản phẩm này khách sử dụng bảo cực kỳ là ok luôn. Đấy, đạt chất lượng tiêu chuẩn quý vị nhá. Nên này tiếp tục về hàng, số lượng nhiều cho quý vị bà con của bác mình nhá. Với một cái sản phẩm tông đơ cắt tóc này là nó là hiệu Trang Ly nhá, Di Trang nhá. Rồi, và nó là được tặng thêm theo lưỡi này và mấy cái cự nhá, dây sạc đầy đủ luôn. Đấy, hàng cực kỳ sạc này, sạc trong máy luôn nhá. Bao mạnh, bao khỏe luôn, bao bén luôn nhá. Thì hôm nay em thanh lý với giá sản phẩm là chỉ có giá là 150.000 thôi. 150.000 cho một sản phẩm máy cắt tóc tông đơ. Đấy, xài bằng pin nhá. 150.000. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay. Phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây. Em nó đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là tay cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn. Siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái đồ sáng của nó thì phải nói không phải bàn nghỉ nữa. Đấy, đồ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá. Với một cái bóng đèn LED siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhá, liên tục nhá. Rồi, với cái mẫu sản phẩm này ấy, đấy, đây là bằng kim loại nhá, kim loại nhôm. Cực kỳ là ok luôn, đây, hàng cao cấp đúc nhá. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu. Nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000. À, 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Rồi nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bạc ngạc mênh mông luôn, về số lượng thoải mái cho quý vị mình xài nhá. Đây là một cái cây chổi lau trần nhà, thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nhá, mình quẹt ở trên cao. Và đây là cái này là cái cần này, nó bằng inox quý vị nhá, và nó có thể tăng giảm. Đây, nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này, nó có thể tăng giảm cho em nhá. Và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, bốn khớp như này. Thì vậy là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhé. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. À, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắc inox dài dằng luôn quý vị nhá, cực ngon lành cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline cho em nhá. Đây, về ngày hôm nay em có về một cái lô này. Em về là cái dòng sản phẩm mà mấy ngày hôm nay là cháy hàng nhá, quý vị hỏi rất kia nhiều. Đây là cái đầu chuyển cơ lòng cho toàn thể quý vị nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay nó về, nó có nâng cấp thêm là cái khuy. Đây, cái khuy này là khuy đây, khuy này là khuy để lắp lưỡi nhá. Đây, khuy nhanh cho em này. Và nó nâng cấp, nó làm nhanh gọn hơn này, nó sàng xịn sò hơn nhá. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, với một cái đầu chuyển cơ lòng để mình cưa các loại đường cong, đường thẳng, nói chung là cực kỳ ok nhá. Đây, và nó được tặng kèm theo là ba lưỡi, là gồm có hai lưỡi cắt cổ và một lưỡi cắt sắt nhá. Thì em vẫn để giá cũ cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá 110.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em. Rồi, nay em có về thêm cái lô sản phẩm nhá. Đây, cái lô lưỡi cắt gỗ xài máy một tấc mốt mà một tấc nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái tôi thép của nó cực kỳ là xịn sò nhá. Lưỡi cắt gỗ cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình lắp vào máy cầm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Thanh lý với giá cực kỳ rẻ, với giá chỉ có là 35.000 một lưỡi nhá. 35.000 quý vị nhá, xịn sò luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để móc về xài sử dụng nhá. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái dòng sản phẩm nha. Đấy, đây là một con máy thổi hút bụi mini. Đấy, thực sự luôn, cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn, cực kỳ là ngon nha. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp cho em này.
Đấy, bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình sử dụng nha. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nhá. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn. Đấy, cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá, cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ là ok. Đây, để em ráp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thổi cho toàn thể quý vị mà con mặt thấy chưa, thổi nhá, thổi ok chưa. Đấy, bay gà bay rồi này. Đấy, thấy chưa, bay gà này nó bay hết luôn. Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái em không phải lo nhá, hút thì bao la rồi nhá. Với một cái viên gạo như này nó nặng nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhé. Đấy, một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên kênh đang có giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nhá, 180.000. đấy, quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Tiếp đến là cái dòng sản phẩm một cái bộ khóa cờ lê nhá, bộ khóa là cờ lê từ 8 đến 24. Đấy, nó là đến từ 8 đến 24 quý vị nhá. Đấy, khóa đầu một đầu vòng một đầu mở này, nó rất chi là xịn sò, với một cái chất lượng thép này. Đây là hàng Yeti, hàng của USA cho em nhá, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò, với một cái chất thép là thép của nó là thép không gì nhá. Đấy, hàng cực kỳ là cao này, nó từ 8 9 10 11 12 13 14 10, nói chung là nó đến 24 này. Đây là đầy đủ như này đây nhá, 17 18 19 20 22 24, gồm 14 cây như này, với một cái dòng chất lượng cao. Em bao cho tất cả quý vị mua một bộ xài cả đời nhá. Ai bác nào mà cẩn thận hơn nữa thì truyền tầng 2 đời 3 đời luôn, với một cái bờ clay Yeti. Ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi nhá, 230.000, hàng cao cấp, hàng xịn sò cho em, đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Đây là hàng chất lượng thép, chất lượng vàng cho quý vị luôn này nhá. Đấy, hôm nay có về cái lô khò ga nhá, đầu khò ga quý vị nhá, hàng cực kỳ là ngon luôn, hàng nó là hàng nồi đìa bao xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, cái màu này là mình phải mồi nhá, cái này nó không đánh lửa ga tô tự động đâu. Đấy, mình phải mồi cho em nhá, là cái nút khóa này. Đấy, nó là bằng đồng nhá, chất cực kỳ là chất luôn. Đấy, bao xịn sò luôn, thì cái này 55.000 một cái quý vị nhá, 55.000 cái đầu khò ga mini. Đấy, quý vị nào quan tâm thì ơi em nhá.